Basemark là những sức mạnh đầu tiên của Curlbill, tổng hợp vô cơ và hữu cơ từ hai chiếc bottle, cùng chung với đó là chiếc Bill Driver để kết hợp chúng lại với nhau, tạo thành cơ thể đen xen của Bill. Ngoài form cơ bản nói về sự dẻo dai cũng như sức phòng thủ và khả năng tấn công từ Robin and Tank, chúng ta còn rất nhiều những Basemark thú vị khác. Basemark ban đầu phim chúng ta sẽ nghĩ đó là những combo được tạo ra với một mục đích gì đó, nhưng càng về sau những bí ẩn càng hé lộ ra chúng thật ra cũng chả liên quan gì với nhau. Tại sao dưới khả năng suy nghĩ đơn giản của mình, Banjo lại có thể kết hợp được nhiều Basemark mà đến cả Sento cũng không thể nào nghĩ ra được? Mở đầu cho tất cả Basemark chính là form cơ bản của anh ấy, Rabbit and Tank. Rabbit Tank Basemark Hagane no Moon Salto Rabbit Tank. Với tông màu chủ đạo từ Robert Tank, hai màu hoàn toàn đối lập, cổ xe tăng màu xanh dương, chú thỏ đáng yêu màu đỏ, đen xen với nhau tạo một cơ thể hết sức kỳ lạ của Bill. Nó trái ngược hoàn toàn với Cole W, người mở đầu của thời đại Neo Heisei, là hai phần tách biệt nhau, Bill hòa trộn lại với nhau một cách đầy tự nhiên. Form này hết sức đơn giản, nhưng vẫn có những điểm đặc trưng. Đôi mắt của Cole Bill, một bên là hình đầu thỏ, còn bên còn lại là hình phần trên của chiếc xe tăng, vẫn tạo nên gương mặt đặc trưng cũng như cặp xương của Kamen Rider. Lò xo đầy khả năng nhảy của Rabbit, phần bánh xích xe tăng ở phần chân tăng của Cole Bill. Tất cả những Basemark của Bill thường sẽ hoạt động riêng lẻ, chỉ trừ đòn finish là nó sẽ kết hợp lại với nhau, tận dụng sự dẻo dai của thỏ cũng như sự cứng cáp và sức phòng thủ tuyệt đối của xe tăng. Nhưng chỉ đáng tiếc là form này không tận dụng được những khẩu pháo hạng nặng của xe tăng. Việc này sẽ được bổ sung khi nãy nâng cấp lên super form của mình. Có một vũ khí đặc trưng là thanh gươm, nhưng với đầu là một mũi khoan, tạo những vòng xoáy xoay quanh thanh kiếm, tấn công cái hộp và sát thương cao hơn. Anh ấy cũng hơi đổi đầu vũ khí để chuyển hóa thành một khẩu súng giúp tấn công tầm xa. Vortex Finish, Bill sẽ chạy lấy đà, nhảy thật mạnh để dậm xuống mặt đất, tạo nên một lỗ hổng khổng lồ bên dưới. Một phương trình vật lý đột nhiên xuất hiện, kẹp chặt lấy kẻ thù, không cho chúng di chuyển. Từ mặt đất, anh nhảy lên và đa đòn Rider Kick bằng lực nhảy của Rabbit cũng như phần bánh xích từ Tank, cán nát kẻ thù làm những tên mắt xấu số phải hứng chịu đòn tấn công này.